Sau những vụ bác sĩ bị hành hung thì các bệnh viện đã tìm nhiều cách để bảo vệ nhân viên, đảm bảo an ninh trật tự. Và một trong những biện pháp hiệu quả đó là tăng cường lực lượng công an. Thực tế cho thấy là những vụ ẩu đả hành hung bác sĩ xảy ra ở bệnh viện tuyến dưới nhiều hơn vì đây là nơi đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân, ghi nhận của VTC14 tại Hà Nội. Bệnh viện Thanh Nhàn, nơi cách đây 2 năm đã có một bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung đến trọng thương. Ngay sau đó, bệnh viện phải phối hợp với lực lượng cảnh sát bảo vệ của Công an Hà Nội. Nếu như năm 2016 có 6 chiến sĩ công an giữ gìn an ninh trật tự trong bệnh viện, thì năm nay lực lượng này đã tăng lên 15 chiến sĩ. Không chỉ để bảo vệ bác sĩ khi tình trạng hành hung trong bệnh viện ngày càng gia tăng, mà còn để ổn định an ninh khi bệnh viện nằm trong địa bàn dân cư phức tạp. Cái khu vực Thanh Nhàn cũng là một cái khu vực mà có rất là nhiều cái nguy cơ xảy ra cái bạo lực này. Cho nên là để đảm bảo thì bệnh viện cũng đã chủ động trong cái việc đảm bảo an ninh trật tự. Còn khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân nhập viện do đánh nhau hoặc tai nạn giao thông. Có 3 lớp an ninh được bố trí: công an, vệ sĩ và bảo vệ. Những vụ ẩu đả, đánh đuổi nhau của xã hội đen, băng nhóm xảy ra như cơm bữa tại phòng bệnh này. Tuy nhiên, từ ngày có màu áo xanh cảnh phục với dùi cui điện, còng số 8, các đối tượng cũng bớt manh động hơn. Có bóng dáng cảnh phục vào là cũng đã khác rồi. Các cái đối tượng mà lưu manh côn đồ họ đến hoặc là những cái đối tượng thì họ cũng giảm cái bức xúc đi rất là nhiều. Thời gian gần đây, Công an Hà Nội tăng cường thêm nhiều lực lượng giữ gìn an ninh trật tự tại các bệnh viện. Tuy nhiên, ở những nơi tập trung nhiều bệnh viện như khu vực đường Phương Mai, giao cắt với đường Giải Phóng thì lực lượng còn khá mỏng. Với cái số lượng cán bộ thực tế ở Điện Biên ở Công an Phường thì anh em chúng tôi chỉ có 6 đồng chí hành sự. Tất cả một ngày là 6 đồng chí thay phiên nhau vào, rồi ngoài ra còn giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn phường. Trong các tình huống xử lý thì có thể gọi cho các cơ quan chức năng trên địa bàn, công an phường, quận. Người dân chỉ tìm đến bệnh viện khi ốm đau. Còn bác sĩ, hơn ai hết, cần một không gian an toàn tuyệt đối để đưa ra những y lệnh chuẩn xác nhất.